Mỗi đêm khi những ngôi sao mọc lên, con người nhìn lên bầu trời và tự hỏi, có phải chúng ta thực sự là duy nhất trong vũ trụ vô tận này? Mọi người đều say mê với điều này vì nó trả lời các câu hỏi cơ bản như chúng ta đến từ đâu, ý nghĩa về sự tồn tại của chúng ta là gì, tại sao chỉ có duy nhất chúng ta, tại sao là chúng ta. Nếu các dạng sống khác tồn tại thì chúng ở đâu? Ở mặt tối của mặt trăng, sao hỏa hay xa hơn? Và họ trông như thế nào? Tôi tưởng tượng người ngoài hành tinh như thế nào? Tôi đã từng tưởng tượng họ như những người trên TV, màu xanh lá cây hoặc được bao phủ bởi các xúc tu. Nhưng cùng với thời gian, giờ đây khi tôi là một người trưởng thành, tôi nhận ra điều đó không đúng trong những bộ phim của Hollywood, một sự sống phi thực tế. Đối với tôi, sự sống ngoài hành tinh có lẽ giống với vi khuẩn mà chúng ta có thể tìm thấy trên bề mặt sao hỏa. Ngay khi chúng ta có khả năng về mặt kỹ thuật, thì chúng ta đã khám phá từng ngôi sao. Chúng ta đã lắng nghe, chúng ta đã gửi các tàu thăm dò không gian, tin nhắn và thậm chí cả con người đến các ngôi sao đó và không có kết quả. Nó luôn luôn là một sự mê hoặc cho nhân loại. 5.000 năm trước, con người nhìn lên bầu trời và ngắm sao, và từ đó có một câu hỏi vẫn không thay đổi, có phải chúng ta là duy nhất? Nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, trong những thập kỷ qua, việc thám hiểm sao hỏa và hàng nghìn hành tinh mới bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta đã mang lại hy vọng mới cho những người tìm kiếm câu trả lời. Con người luôn tự hỏi, có phải chúng ta là duy nhất kể từ buổi bình minh của thời gian? Nhưng trong 25 năm qua, mặc dù chúng ta không tìm được câu trả lời, nhưng chúng ta cũng biết cần phải làm gì để có câu trả lời. Khi chúng ta rời bầu khí quyển trái đất, nơi đầu tiên chúng ta khám phá ra dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất là bề mặt của mặt trăng. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, chúng ta đặt chân đến một vùng đất của một thiên thể khác. Và ngay đó, cả thế giới dõi theo, chăm chú nhìn vào màn hình với một câu hỏi trong đầu. Có sự sống trên mặt trăng không? Thoạt nhìn phi hành đoàn của con tàu Apollo 11 có thể thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Vậy còn sự sống trong đất đá của mặt trăng thì sao? Có vi khuẩn nào không? Có dấu vết của nước không? Để trả lời những câu hỏi này, Buzz Aldrin và Neil Armstrong thu thập 24 kg mẫu đất đá của mặt trăng chỉ trong vài giờ trước khi quay trở lại trái đất. Vào ngày 24 tháng 7, vào lúc 16 giờ 50 phút 35 giây giờ quốc tế UTC, sau khi con tàu hạ cánh xuống Thái Bình Dương, phi hành đoàn đã bị cách ly ngay lập tức trong 21 ngày. Mục đích là để đảm bảo rằng họ đã không mang bất kỳ tác nhân gây bệnh nào, sinh học hay những thứ khác có khả năng gây ô nhiễm trái đất, ví dụ như virus. Sau một loạt các thử nghiệm, không có gì được tìm thấy. Không có dư lượng sinh học nào trên phi hành gia hoặc trong các mẫu. Mặt trăng được tuyên bố là không có gì. Điều đó chứng tỏ rằng không có dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất. Năm sau, NASA cố gắng gửi tin nhắn cho người ngoài hành tinh. Vào năm 1970, một bản khắc được gắn vào tàu thăm dò không gian Pioneer 10, thiết bị đầu tiên của trái đất khám phá thiên hà ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Và nhiệm vụ của nó vẫn được tiếp tục.
Người Mỹ đã nghĩ đến mọi thứ. Một bảng khắc đã được gắn vào tàu thăm dò Pioneer 10 với một tin nhắn về vạn vật trong vũ trụ. Đó là nguyên tử hydro, nguyên tử đơn giản nhất trong tất cả các nguyên tử. Đây là bản đồ vũ trụ với các nguồn sóng vô tuyến trong mã nhị phân. Đây là loài người chúng ta ở phía trước con tàu thăm dò không gian với một bàn tay xòe ra để người ngoài hành tinh biết chúng ta có 5 ngón. Cuối cùng là nhà của chúng ta hệ mặt trời và một bản đồ quỹ đạo của tàu thăm dò. Đó là những giới thiệu về con tàu Pioneer 10. Voilà la carte de visite de Pioneer 10. Sẽ có những thông điệp khác. 7 năm sau, một chiếc đĩa mạ vàng được đặt bên trong tàu thăm dò không gian Voyager, có ghi lại âm thanh tự nhiên của trái đất. Và thông điệp hòa bình được đọc bằng 55 ngôn ngữ khác nhau. Shalom. Hello from the children of planet Earth. Điều quan trọng nhất chúng ta cần để thể hiện các dạng sống phát triển chính là thiện chí của chúng ta. Có thể nó không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng nhìn chung con người luôn thiện chí. Chúng ta cần phải nói rằng, chúng ta đến trong hòa bình, chúng ta không phải là một sinh vật hiếu chiến. Mặc dù trên trái đất vẫn thường có chiến tranh, nhưng tôi không nghĩ đó là bản chất của con người. Chúng ta đã bao giờ nhận được một thông điệp hay một dấu hiệu từ trên vũ trụ không? Trong trường hợp không có gì, trí tưởng tượng của con người đã trở nên hoang dã. Người ngoài hành tinh được miêu tả như những thiên thần du hành trong đĩa bay hoặc những người nhỏ bé màu xanh lá cây với ánh mắt đe dọa. Nếu chúng ta từng gặp người ngoài hành tinh như trong phim, họ nhất thiết phải có một khuôn mặt kỳ lạ. Nhưng nếu bạn nghĩ về cuộc sống trên trái đất, thì một con hươu cao cổ hoặc một con tôm không phải là kỳ lạ hay sao? Chỉ có thói quen mới khiến ta thấy nó bình thường. Không có lý do gì mà một người ngoài hành tinh sẽ trông giống chúng ta hơn là một con hươu cao cổ hoặc một con tôm. Sẽ thế nào nếu sự sống ngoài trái đất không như những gì chúng ta tưởng tượng? Khi chúng ta nói về sự sống, chúng ta có những kỳ vọng rất khiêm tốn. Chúng ta chỉ nói về những dạng sống đơn giản nhất hay vi khuẩn. Chúng ta không thể tưởng tượng ra một dạng sống phát triển hơn. Chỉ là do chúng ta không biết. Vì vậy, cuộc tìm kiếm vi khuẩn cũng như những sinh vật nhỏ bé màu xanh vẫn tiếp tục. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể xác định sự tồn tại của chúng khi chúng ta không biết gì về chúng? Để tìm kiếm sự sống, các nhà khoa học đã dựa trên những nghiên cứu của họ về dạng sống duy nhất mà họ biết trong vũ trụ của chúng ta. Việc tìm kiếm các dạng sống ngoài hành tinh rõ ràng bắt đầu bằng nghiên cứu về cách sự sống xuất hiện trên trái đất và cách nó phát triển trên trái đất. Chúng ta bắt đầu xem xét các hành tinh khác, ví dụ như sao hỏa. Liệu nó có các tính chất tương tự như khi sự sống xuất hiện trên trái đất không? Trong giả thuyết này, sự sống có thể đã tồn tại trên sao hỏa. Bằng cách tự hỏi về nguồn gốc của sự sống trên trái đất, chúng ta mở ra những cánh cửa để có cơ hội khám phá điều gì đó. Con người là một trong những sinh vật mới nhất trong lịch sử hành tinh của chúng ta. Dấu hiệu sớm nhất của người tinh khôn mới chỉ có cách đây 200.000 năm. Nhưng sự sống đã tồn tại trong thời kỳ đen tối của trái đất từ 4 triệu năm trước đây dưới dạng vi sinh vật. Lý thuyết khoa học về nguồn gốc sự sống trên trái đất phụ thuộc vào sự hiện diện của chất lỏng. Và hầu hết mọi người nghĩ rằng chất lỏng tốt nhất cho sự sống là nước. Nước tồn tại trên khắp vũ trụ. Nó tồn tại ở mọi nơi trong hệ mặt trời dưới dạng băng hoặc dạng hơi. Trên trái đất, chúng ta có nước đá và hơi nước, nhưng chúng ta cũng có nước ở trạng thái lỏng. Đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai của sự sống là các phân tử chứa carbon mà chúng ta gọi là chất hữu cơ. Chúng tôi nghĩ rằng sự kết hợp giữa các phân tử chứa carbon và nước lỏng đã giúp ngành hóa học của trái đất phát triển, đạt đến một mức độ phức tạp mới, mà sau này sẽ kích hoạt cơ chế mà chúng ta biết về sự sống. Các
Các phân tử chứa carbon và nước lỏng dường như là chìa khóa cho nguồn gốc của sự sống trên trái đất cũng như trên các hành tinh khác. Và với những chiếc kính thiên văn đầu tiên, con người bắt đầu quan sát sao Hỏa. Nếu bạn nói về sự sống trong vũ trụ của chúng ta, thì cái cần nhấn mạnh luôn luôn là sao Hỏa. Đơn giản là vì khi bạn bắt đầu quan sát sao Hỏa, như đã được thực hiện vào thế kỷ 19, điều đầu tiên bạn thấy là chỏm cực, như chỏm cực nam, bởi vì nó ở gần trái đất nhất. Chỏm cực có nghĩa là băng, mà băng có nghĩa là nước, và nơi nào có nước, ở đó có sự sống. Đó là cách mọi người nghĩ lúc đó. Lý do này có vẻ đơn giản, nhưng đó là cách mà sự sống trên sao Hỏa bắt đầu. Trước khi con người đáp xuống mặt trăng, đối tượng của tất cả các chương trình thám hiểm không gian luôn là sao Hỏa. Năm 1965, con người đã khám phá ra những hình ảnh đầu tiên của hành tinh anh em và là người hàng xóm gần nhất của trái đất. Bạn đã nghe về hai con tàu Viking của NASA đổ bộ lên sao Hỏa chưa? Vào thời điểm đó, mọi người đều tin rằng có sự sống tồn tại trên sao Hỏa. Các thiết bị được tạo ra để tìm kiếm sự sống, chứ không phải là dấu vết của nó. Các thử nghiệm có thể phát hiện sự sống khi nó tồn tại trên trái đất, nhưng những cỗ máy đó không được thiết kế cho môi trường sao Hỏa. Ngày nay chúng ta biết rằng không có dạng sống nào trên bề mặt sao Hỏa, nhưng thứ nhất, điều đó không có nghĩa là chưa từng có sự sống trên sao Hỏa, và đó là những gì giờ đây chúng ta đang tìm kiếm. Và thứ hai là hiện tại ở đó không có sự sống, nhưng có thể có ẩn dưới lòng đất, nơi việc nghiên cứu sẽ phức tạp hơn nhiều. Kể từ khi hạ cánh thành công vào ngày 6 tháng 8 năm 2012, xe tự hành rover của Mỹ vẫn tiếp tục khám phá sao Hỏa. Nhiệm vụ của nó là xác định xem môi trường sao Hỏa có phù hợp với sự sống hay không. Rất khó để có được sự thật về các dấu vết nguyên thủy nhất của sự sống trên trái đất. Vì vậy, sẽ thật ngu ngốc khi nghĩ đến chuyện tới sao Hỏa. Nó giống như quốc vào một tảng đá và tìm câu trả lời chắc chắn cho tất cả các câu hỏi của chúng ta. Nếu chúng ta tìm thấy xương của một con khủng long hoặc một sinh vật sống trên bề mặt sao Hỏa, có lẽ chúng ta có thể đưa ra kết luận. Nhưng để có khả năng này, cần có một quá trình nghiên cứu. Chúng ta phải đào sâu vào đất đá của sao Hỏa, lấy mẫu và phân tích chúng nếu chúng ta muốn khám phá các thành phần hữu cơ và vi sinh vật. Nếu chúng ta muốn biết liệu đã từng có sự sống trên sao Hỏa hay không, chúng ta sẽ cần thực hiện một nhiệm vụ như vậy. Trong 20 năm tới, chúng ta sẽ có thể mang các mẫu vật từ sao Hỏa về trái đất. Nếu các mẫu vật đã được lựa chọn cẩn thận và nếu sự sống thực sự đã tồn tại trên sao Hỏa, thì đó sẽ là bằng chứng. Nếu câu trả lời là không, chúng ta có thể dừng chủ đề sao Hỏa và tiếp tục nghiên cứu ở nơi khác, nhưng sẽ phải mất thêm 20. Đại dương này tiếp xúc liên tục với các khoáng chất. Điều gì xảy ra khi nước tiếp xúc với đá? Nước trở nên mặn. Vì vậy, nước này rất giàu khoáng chất.
Và những khoáng chất này rất thú vị bởi vì chúng là chất dinh dưỡng cho vi khuẩn tiềm năng. Nếu sự sống xuất hiện ở đó, có nghĩa là nó xuất hiện mà không có nguồn năng lượng mặt trời, bởi vì bề mặt của băng ngăn chặn điều đó. Vì vậy, nếu chúng ta tìm thấy sự sống trong loại môi trường này, chúng ta sẽ học được rất nhiều về cách sự sống được tạo ra. Hiện tại, sự sống trên trái đất là ví dụ duy nhất của chúng ta, nhưng tôi hy vọng đó là một trong số đó. Cuộc sống dưới một thảm băng. Chúng ta vẫn thiếu công nghệ để xác minh giả thuyết này trên vệ tinh Europa hoặc Charon. Nhưng trên trái đất có một ví dụ lý giải cho giả thuyết này, đó là vực thẳm. Ở dưới đáy đại dương, nơi không có ánh nắng mặt trời, sự sống rất phong phú. Bên cạnh các hố thủy nhiệt, nhiều sinh vật đã thích nghi với các điều kiện khắc nghiệt này. Trên trái đất, sự sống đã xoay sở để thích nghi với mọi loại môi trường bạn có thể tìm thấy. Những khám phá gần đây mở ra những khả năng mới. Sự sống trong hệ mặt trời của chúng ta và hơn thế nữa, thực sự có thể đa dạng và nhiều hơn chúng ta nghĩ. Giờ đây chúng ta nóng lòng muốn biết xem người ngoài hành tinh có tồn tại hay không. Trong mọi trường hợp, chúng ta không biết liệu chúng ta có phải là duy nhất trong vũ trụ không. Việc giải thích sẽ khó hơn việc chỉ nói về sự sống ở một nơi khác trong vũ trụ. Một cách khác để nhìn nhận mọi thứ đó là ở bất cứ đâu có nước và chất hữu cơ thì ở đó hẳn phải có sự sống. Và chúng ta sẽ tìm thấy sự sống trên sao Hỏa, trong các đại dương của vệ tinh Europa, ở khắp mọi nơi. Nhưng nếu cứ sau 10 lần thấy có nước và nước hữu cơ trong hệ mặt trời, chúng ta mới tìm thấy sự sống, thì chúng ta phải vui mừng vì chúng ta đã có mặt trên trái đất này. Và điều đó cũng có nghĩa là cứ sau 10 lần, chúng ta có thể tìm thấy sự sống trên các ngoại hành tinh. Vào năm 1995, chúng ta đã có bằng chứng rằng hệ mặt trời của chúng ta không phải là duy nhất. Vũ trụ đầy sao với hàng chục hành tinh quay quanh chúng. Những hành tinh chúng ta gọi là ngoại hành tinh có thể có sự sống trên đó. Tôi không săn lùng các ngoại hành tinh ngày này qua ngày khác, nhưng tôi rất quan tâm đến chúng, đặc biệt là khi chúng có những đặc điểm gần giống với trái đất của chúng ta. Điều này xảy ra khá thường xuyên trên các hành tinh ở những khu vực gần những ngôi sao của chúng, nơi điều kiện nhiệt độ và áp suất thích hợp cho sự sống. Cuộc săn lùng các ngoại hành tinh bắt đầu gần Aix-en-Provence ở trung tâm Parc du Liberon tại đài quan sát của Haute-Provence. Vào tháng 10 năm 1995, một nhà khoa học Thụy Sĩ, Michael Mayer và sinh viên của mình quan sát một hành tinh khổng lồ quay quanh ngôi sao Pegasi 51. Cette planète, par ailleurs, c'est remarquable. Hành tinh này rất thú vị. Đó là ví dụ đầu tiên chúng ta có về một thiên thể nhẹ như vậy quay xung quanh ngôi sao khác mặt trời của chúng ta. Hơn nữa, vật thể này có đặc điểm rất khác so với những gì chúng ta mong đợi. Sao Mộc trong hệ mặt trời của chúng ta cần 10 năm để quay một vòng quanh mặt trời. Hành tinh này có cùng khối lượng, nhưng chỉ mất 4 ngày để quay đủ một vòng. Đây là một bước đột phá. Một số người so sánh nó với cuộc cách mạng Galileo hoặc Copernic. Vào thời Copernic, người ta tin rằng vũ trụ xoay quanh trái đất. Sau đó, chúng ta khám phá ra trái đất quay xung quanh mặt trời. Với ngoại hành tinh đầu tiên, chúng ta phát hiện ra mặt trời là một ngôi sao trong số nhiều ngôi sao khác, một ngôi sao nhỏ và có các hành tinh quay xung quanh nó. Với máy quang phổ hàng đầu, đài quan sát của kính thiên văn Haute-Provence vẫn là một trong những đài quan sát tốt nhất trên thế giới. Và điều đó may mắn cho nhà vật lý thiên văn và thợ săn hành tinh EPRA. Một số thí nghiệm đã được thực hiện để nghiên cứu các ngôi sao với ánh sáng được chụp bởi kính viễn vọng này. Để tìm một hành tinh, trước tiên bạn phải nghiên cứu ngôi sao và phát hiện ra sự bất thường trong chuyển động của nó.
Để tìm ngoại hành tinh, chúng tôi sử dụng một phương pháp gián tiếp. Phương pháp trực tiếp là chỉ cần quan sát ngôi sao bằng kính viễn vọng, chụp ảnh và quan sát một chấm nhỏ ở bên cạnh. Chúng tôi sẽ dõi theo đường đi của nó quanh ngôi sao và biết rằng chúng tôi có một hành tinh. Nhưng không ai biết làm thế nào vào năm 1995, vì vậy một phương pháp gián tiếp đã được sử dụng. Phương pháp này được gọi là phương pháp vận tốc hướng tâm. Bạn không thấy hành tinh này, nhưng bạn có thể thấy ngôi sao khá rõ và bạn có thể đo được chuyển động của nó. Nếu một hành tinh quay xung quanh một ngôi sao, nó sẽ ảnh hưởng một chút đến vị trí ngôi sao, giống như ném búa. Cái búa làm cho người ném di chuyển một chút, búa càng lớn, người ném càng di chuyển nhiều. Vì vậy, hành tinh càng lớn, ngôi sao càng bị lệch khỏi vị trí của nó. Đó là lý do tại sao hành tinh đầu tiên chúng ta phát hiện ra ở đây vào năm 1995 là một hành tinh rất lớn, một hành tinh khổng lồ. Hành tinh này lớn như sao Mộc. Vì vậy, nếu bạn muốn phát hiện các hành tinh nhỏ hơn bằng cách sử dụng phương pháp này thì bạn cần có thiết bị chính xác. Nhờ máy quang phổ này, EPRA đã góp phần khám phá ra hàng chục hành tinh. Tôi đã tìm thấy hành tinh KO889B, không phải là một cái tên gợi cảm nhất, nhưng khi bạn khám phá ra một hành tinh thì đó là một khoảnh khắc đầy cảm xúc, đặc biệt là vì có một thời điểm mà bạn không chắc chắn, ngay trước khi bạn trở nên chắc chắn 100%, trước khi bạn biết bạn đã thực sự tìm thấy một hành tinh mới.